Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự tối thứ Bảy ngày 20 tháng 4 của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 20 tháng 4, đoàn công tác của Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại, Bộ Tài chính và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam, Vietcombank đến trao tặng bàn giao nhà đại đoàn kết cho hộ gia đình ông Vi Văn An, xóm Cốc Phát, xã Nguyễn Huệ, huyện Hòa An. Tham dự có ông Trương Hùng Long, Cục trưởng Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại, Bộ Tài chính, ông Đặng Kiên Định, Giám đốc Sở Giao dịch Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam. Về phía tỉnh, cùng đi có đồng chí Nguyễn Bích Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo Sở Tài chính. Hộ gia đình ông Vi Văn An ở xóm Cốc Phát, xã Nguyễn Huệ có 5 nhân khẩu, ngôi nhà cũ vách chát bằng đất, siêu vẹo, nền nhà thấp, ẩm. Hoàn cảnh gia đình còn gặp nhiều khó khăn nên chưa có điều kiện để xây nhà. Được sự hỗ trợ của Vietcombank với số tiền 50 triệu đồng, gia đình vay thêm Ngân hàng Chính sách Xã hội và anh em họ hàng giúp đỡ ngày công lao động. Cuối năm 2023, gia đình ông An đã xây dựng được ngôi nhà ở khang trang với tổng diện tích 72m². Năm 2023, với sự quan tâm của lãnh đạo Bộ Tài chính, Ngân hàng Vietcombank, tập thể lãnh đạo và cán bộ nhân viên Sở Giao dịch Ngân hàng Vietcombank đã quyên góp ủng hộ tài trợ kinh phí 150 triệu đồng hỗ trợ xây dựng nhà ở cho 3 hộ gia đình trên địa bàn huyện Hòa An, gồm hộ ông Vi Văn An, xóm Cốc Phát, xã Nguyễn Huệ, hộ bà Chu Thị Len, xóm Đông Giang, xã Nam Tuấn và hộ ông Vương Văn Ngài, xóm Phép Cát, xã Dân Chủ, mỗi hộ 50 triệu đồng. Hiện nay cả 3 hộ đã nhận đầy đủ kinh phí hỗ trợ và đã vào ở trong ngôi nhà mới khang trang, ấm cúng, ổn định cuộc sống. Tại buổi bàn giao, lãnh đạo huyện Hòa An thông tin tình hình kết quả xóa nhà tạm, nhà rột nát trên địa bàn huyện, cảm ơn sự hỗ trợ đồng hành của lãnh đạo Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại, Bộ Tài chính, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam giúp đỡ các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện có ngôi nhà mới vững chắc, kiên cố, yên tâm lao động sản xuất, nâng cao thu nhập, tiến tới thoát nghèo. Mong muốn thời gian tới tiếp tục nhận được sự quan tâm ủng hộ thực hiện chương trình giúp người nghèo khó khăn về nhà ở trên địa bàn huyện có nhà ở ổn định, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững tại địa phương. Ngày 19 tháng 4, Ủy ban Nhân dân huyện Bảo Lâm phối hợp với Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam, Tổng công ty Khí Việt Nam tổ chức lễ khánh thành và bàn giao công trình trường mầm non Đức Hạnh. Đến dự có đồng chí Bế Minh Đức, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, lãnh đạo Tổng công ty Khí Việt Nam, đại diện lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam. Trường mầm non xã Đức Hạnh cách trung tâm huyện 43 km, bao gồm một điểm trường chính và 12 phân trường, tổng số 429 học sinh là người dân tộc Mông, Lô Lô và 25 giáo viên. Nơi đây điều kiện kinh tế xã hội, giao thông đi lại rất khó khăn, nhất là vào mùa mưa. Qua kết nối với công ty Khí Việt Nam, công ty Than khoáng sản Việt Nam, công trình trường mầm non xã Đức Hạnh được tài trợ, khởi công xây dựng từ tháng 12 năm 2022, chia làm hai giai đoạn với hai hạng mục thi công. Hạng mục 1, san nền kè đá do Tập đoàn Công ty Than khoáng sản Việt Nam tài trợ 3 tỷ. Hạng mục 2, nhà lớp 2 tầng có diện tích 1.700m², có 4 phòng học, nhà bếp và một số trang thiết bị phụ trợ như quạt điện, bóng đèn do Tổng công ty Khí Việt Nam tài trợ 5 tỷ đồng, tổng mức đầu tư xây dựng trên 8 tỷ đồng. Công trình đưa vào sử dụng đáp ứng nhu cầu học tập, vui chơi và làm việc của học sinh và giáo viên trong trường, góp phần nâng cao tỷ lệ huy động trẻ trong độ tuổi đến trường và chất lượng giáo dục trên địa bàn huyện. Tại lễ cắt băng khánh thành, đồng chí Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bế Minh Đức đã trao tặng quà cho 10 em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đoàn công tác của huyện Quảng Hòa do đồng chí Bí thư huyện ủy làm trưởng đoàn vừa đến kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng dự án đường cao tốc Đồng Đăng Lạng Sơn - Trà Lĩnh - Cao Bằng tại xã Hạnh Phúc. Tuyến cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh đi qua 12 xóm của 4 xã thị trấn trên địa bàn huyện Quảng Hòa với chiều dài tuyến khoảng 19,8 km, có 677 hộ bị ảnh hưởng với diện tích đất phải thu hồi là 125,5 ha. Đến nay đã kiểm đếm xong 11 trên 12 xóm, đạt 92,1% diện tích đất thông báo thu hồi, còn lại thuộc xóm Hồng Định 1 đang xem xét điều chỉnh tuyến nên tạm dừng việc kiểm đếm. Riêng đối với xã Hạnh Phúc, có 2 trên 8 xóm đã bàn giao mặt bằng cho đơn vị chủ đầu tư thi công chiều dài tuyến khoảng 2,5 km với 11,73 ha diện tích đất thu hồi.
đoàn đã đến thực địa tại các xóm Hồng Định 2, Hồng Định 3, Hồng Định 4, đồng thời gặp gỡ bà con nhân dân, những hộ gia đình thuộc diện di rời nhà ở nhằm nắm bắt tâm tư nguyện vọng, đồng thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình giải phóng mặt bằng. Tại buổi làm việc, lãnh đạo xã Hạnh Phúc, đại diện các xóm cho biết người dân cơ bản đồng tình ủng hộ, sẵn sàng bàn giao đất cho dự án thi công. Tuy nhiên, quá trình triển khai thi công đề nghị chủ đầu tư quan tâm làm đường dân sinh, cầu cống thoát nước để không ảnh hưởng đến đời sống lao động sản xuất của bà con nhân dân. Đa số các hộ đều muốn tái định cư tại chỗ. Đề nghị cấp ủy chính quyền xem xét rà soát, hỗ trợ hoàn thiện thủ tục, chuyển đổi mục đích sử dụng đất cho người dân. Đề nghị xem xét lấy phần đất màu thuộc dự án sau khi giải phóng mặt bằng để người dân sử dụng bù mặt bằng các vùng đất có nhiều đá, khô cằn để cải thiện diện tích canh tác. Kết luận buổi kiểm tra, lãnh đạo huyện ủy Quảng Hòa biểu dương sự nỗ lực của các cơ quan đơn vị liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, cấp ủy chính quyền xã Hạnh Phúc cùng các xóm đã cố gắng đồng lòng trong việc triển khai thực hiện dự án. Đề nghị trong thời gian tới, các ban ngành đoàn thể, đơn vị liên quan tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền trực tiếp gặp gỡ, vận động, cung cấp thông tin để người dân hiểu rõ mục đích, mục tiêu và giá trị dự án mang lại. Huyện sẽ đề xuất kiến nghị cơ chế hỗ trợ có lợi nhất cho người dân theo quy định của pháp luật. Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo cấp ủy chính quyền xã thực hiện tư vấn giải quyết thủ tục hành chính về chuyển đổi mục đích sử dụng đất, đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các hộ thuộc diện di rời nhà ở thuộc dự án mong muốn tái định cư tại chỗ theo hướng nhanh nhất. Chỉ đạo cơ quan chuyên môn xây dựng phương án, kế hoạch cụ thể đối với từng công việc và sẵn sàng tổ chức ký cam kết bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư. Ngày 19 tháng 4, Ban tổ chức xóa nhà tạm nhà dột nát huyện Bảo Lâm họp đánh giá kết quả thực hiện năm 2023, giao chỉ tiêu và bàn giải pháp thực hiện xóa nhà tạm nhà dột nát năm 2024. Năm 2023, với sự nỗ lực cố gắng của cả hệ thống chính trị, huyện Bảo Lâm đã hoàn thành 507 nhà, trong đó 288 nhà làm mới, 219 nhà sửa chữa với tổng số tiền hỗ trợ trên 19 tỷ đồng. Huyện vận động huy động thêm nguồn xã hội hóa hỗ trợ cho 19 nhà, số tiền 700 triệu đồng. Từ đầu năm đến nay, huyện giải ngân hỗ trợ 96 nhà, gồm xây mới 76 nhà, sửa chữa 20 nhà, trong đó hỗ trợ 3,9 tỷ đồng từ nguồn chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững cho 78 nhà, đạt 9,31% so với chỉ tiêu, hỗ trợ 18 nhà từ nguồn xã hội hóa của huyện với tổng số tiền 652 triệu đồng, đạt 93,67% kế hoạch. Thời gian tới, các cơ quan đơn vị, các xã thị trấn tiếp tục nêu cao vai trò trách nhiệm, nhận thức, chủ động trong việc thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát, lấy kết quả tiến độ thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao. Các phòng ban chuyên môn, các xã thị trấn tiếp tục rà soát thống kê, phân loại cụ thể để có kế hoạch hỗ trợ phù hợp, đẩy mạnh công tác xã hội hóa, huy động nguồn lực hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát huy ý chí tự lực tự cường của các hộ gia đình trong công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát. Ngày 19 tháng 4, Công an huyện Nguyên Bình phối hợp với Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội tổ chức lễ ký kết quy chế phối hợp triển khai thực hiện tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù trên địa bàn huyện theo quyết định số 22 của Thủ tướng Chính phủ. Thực hiện quyết định số 22 ngày 17 tháng 8 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện phối hợp với Công an huyện tham mưu lãnh đạo ban hành kế hoạch đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phối hợp với Công an các xã thị trấn, tiến hành rà soát, phân loại, đối tượng, những người chấp hành xong án phạt tù, có nhu cầu và đủ điều kiện vay vốn để triển khai cho vay. Đến nay, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện cho vay đối với người chấp hành xong án phạt tù được 6 hộ với số tiền 345 triệu đồng. Thông qua ký kết quy chế phối hợp nhằm tăng cường trách nhiệm giữa Công an huyện và Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện trong thực hiện quyết định số 22, phát huy hơn nữa vai trò của hai đơn vị trong việc tổ chức triển khai thực hiện tín dụng chính sách xã hội, góp phần thực hiện chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về tăng trưởng kinh tế đi đôi với tiến bộ và công bằng xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững. Chiều cùng ngày, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội và Liên đoàn Lao động huyện Nguyên Bình tổ chức ký kết quy chế phối hợp nội dung ký kết bao gồm phối hợp triển khai thực hiện chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm và các chương trình tín dụng chính sách khác, huy động các nguồn lực thực hiện tín dụng chính sách, tuyên truyền tín dụng chính sách, việc huy động các nguồn lực thực hiện tín dụng chính sách,
chỉ đạo tổ chức thực hiện tín dụng chính sách xã hội, thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, khai thác triển khai các dịch vụ ngân hàng của Ngân hàng Chính sách Xã hội, cung cấp sản phẩm dịch vụ ưu đãi đến công đoàn các cấp và đoàn viên công đoàn, công tác kiểm tra giám sát hoạt động tín dụng chính sách, trao đổi thông tin báo cáo, xây dựng kế hoạch và tổng kết tình hình hoạt động. Hai đơn vị đã thống nhất các nội dung thực hiện và tiến hành ký kết quy chế phối hợp, quy chế có hiệu lực trong vòng 5 năm kể từ ngày ký. Chiều ngày 20 tháng 4, tại Trường Trung học Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh, Học viện Nông nghiệp Việt Nam phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội thảo chương trình hành trình khởi nghiệp từ Trung học Phổ thông. Tham dự có lãnh đạo một số sở ban ngành và điểm cầu trực tuyến các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh. Tại hội thảo, cán bộ, giáo viên và học sinh các trường trung học phổ thông đã được nghe các diễn giả là giảng viên, chủ tịch doanh nghiệp chia sẻ về kinh nghiệm khởi nghiệp, các hoạt động khởi nghiệp của học sinh, sinh viên. Bên cạnh đó, tổ chức cuộc thi tìm hiểu về Học viện Nông nghiệp cho các em học sinh. Đại diện lãnh đạo Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Sở Giáo dục và Đào tạo đã trả lời những câu hỏi của học sinh liên quan đến công tác đào tạo nguồn nhân lực của tỉnh. Các ngành học của Học viện Nông nghiệp, khả năng có việc làm sau khi ra trường, hoạt động khởi nghiệp, nhu cầu nguồn nhân lực trong thời đại công nghệ. Phát biểu tại hội thảo, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo nhấn mạnh, hội thảo là một buổi chia sẻ thiết thực và ý nghĩa, trang bị cho học sinh những kiến thức bổ ích về khởi nghiệp, tiếp lửa đam mê cho các em có ý tưởng sáng tạo và hiểu biết, đề nghị các trường tăng cường hơn nữa công tác định hướng nghề nghiệp, trang bị đủ các kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp cho học sinh trong thời gian học tại nhà trường, khuyến khích các em chủ động và tìm hiểu nhu cầu của xã hội. Hội thảo Hành trình khởi nghiệp từ Trung học Phổ thông là một trong chuỗi các hoạt động triển khai đề án của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ học sinh sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025 nhằm tạo động lực, thúc đẩy tinh thần, khát vọng và chia sẻ cảm hứng khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên. Liên đoàn Lao động tỉnh vừa tổ chức chương trình trao tặng 100 thùng sữa cho các cháu tại Cơ sở Giáo dục Trẻ Khuyết tật, Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh, Cơ sở 3 và Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh. Tại các đơn vị, đại diện lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh đã chia sẻ khó khăn thiếu thốn về cơ sở vật chất, kinh phí nuôi dưỡng trong công tác chăm sóc nuôi dạy các đối tượng trẻ khuyết tật tại Cơ sở Giáo dục Trẻ Khuyết tật, Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh, Cơ sở 3 và Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh. Hiện nay, Cơ sở Giáo dục Trẻ Khuyết tật thuộc Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh đang chăm sóc nuôi dạy 70 trẻ khuyết tật với 8 lớp học. Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh đang chăm sóc 171 đối tượng bảo trợ, trong đó có 108 học sinh. Hầu hết các em đều thuộc đối tượng hộ nghèo, cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Liên đoàn Lao động tỉnh đã trao tặng 50 thùng sữa dinh dưỡng cho Cơ sở Giáo dục Trẻ Khuyết tật và 50 thùng cho các cháu tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh. Đây là phần quà do Công ty Cổ phần Sữa Quốc tế tài trợ với mong muốn được chia sẻ giúp đỡ, cùng chung tay chăm lo cho các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn, giúp các cháu có thêm nguồn dinh dưỡng hàng ngày. Hướng tới kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2024, ngày 19 tháng 4, Ban Liên lạc Cựu Chiến binh Trung đoàn Cận vệ 246, các tỉnh Hải Dương, Hưng Yên tổ chức thăm lại chiến trường xưa tại huyện Hà Quảng, Cao Bằng. Trung đoàn Cận vệ 246 được thành lập ngày 30 tháng 6 năm 1948 với nhiệm vụ là bảo vệ Trung ương Đảng, Bác Hồ, Bộ Tổng Tư lệnh và các cơ quan của Chính phủ được Bác Hồ đặt tên là Đoàn Tân Trào. Suốt chiều dài lịch sử 76 năm, Trung đoàn Cận vệ 246 đã hoàn thành nhiều nhiệm vụ trong tất cả các cuộc kháng chiến kiến quốc, là đơn vị có vinh dự đặc biệt tham gia xây dựng Lăng Bác. Trung đoàn hai lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Trong chuyến đi, đoàn đã tới viếng thăm và dâng hương nhà bia tưởng niệm các liệt sĩ Trung đoàn 246, Sư đoàn 346, hy sinh năm 1979 tại hang Bản Giới, thị trấn Xuân Hòa, huyện Hà Quảng, và bày tỏ lòng biết ơn tri ân các anh hùng liệt sĩ, đồng đội đã hy sinh trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Đây là nơi ghi danh 18 liệt sĩ hy sinh trong trận chiến phòng ngự bảo vệ hậu cứ của Trung đoàn 246 diễn ra từ ngày 18 tháng 2 năm 1979 đến ngày 10 tháng 3 năm 1979. Nhân dịp này, Ban Liên lạc Cựu Chiến binh Trung đoàn 246 đã trao 15 triệu đồng cho Quỹ Đền ơn Đáp nghĩa huyện Hà Quảng, tặng 140 suất quà trị giá 500.000 đồng và 10 kg gạo trên một suất cho các gia đình đặc biệt khó khăn tại các xã Hồng Sĩ, Nội Thôn và Thượng Thôn, trao tặng 15 triệu đồng, 100 bộ quần áo cho học sinh
cho 2 trường tiểu học và trường trung học cơ sở bán trú thượng thôn, tặng 50 áo phông cho thanh niên phục vụ hoạt động cộng đồng, tặng 10 cây vải thiều Hải Dương và 10 cây nhãn lồng Hưng Yên để trồng tại Nghĩa Trang Liệt Sĩ, huyện Hà Quảng, đồn biên phòng cửa khẩu Sóc Giang. Chiều cùng ngày, đoàn đến thăm và tặng quà cho các hội viên cựu chiến binh, đối tượng nghèo đặc biệt khó khăn, học sinh trường tiểu học và trung học cơ sở xã Phong Châu, huyện Trùng Khánh. Đoàn đã ân cần hỏi thăm sức khỏe, đời sống của hội viên và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của hội viên cựu chiến binh, đồng thời động viên các cựu chiến binh cùng gia đình cố gắng, nỗ lực vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Nhân dịp này, Ban Liên lạc cựu chiến binh Trung đoàn Cận vệ 246 Anh Hùng, khu vực Hải Hưng đã tặng 20 suất quà gồm 500.000 đồng tiền mặt và 10 kg gạo cho hội viên cựu chiến binh và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn của xã Phong Châu, tặng 100 bộ quần áo và 14 triệu đồng tiền mặt cho 2 trường tiểu học và trung học cơ sở của xã. Thưa quý vị và các bạn, nhằm tôn vinh doanh nghiệp, quảng bá thương hiệu và hình ảnh Việt Nam, từ năm 2008, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt lấy ngày 20 tháng 4 hàng năm là Ngày Thương hiệu Việt Nam. Thời gian qua, các cơ quan đơn vị địa phương trên địa bàn tỉnh đã đẩy mạnh các hoạt động quảng bá thương hiệu sản phẩm địa phương nhằm khơi dậy sự nỗ lực của các cấp ngành và cộng đồng doanh nghiệp trong việc xây dựng thương hiệu địa phương để phát triển lâu dài, bền vững, đồng thời thực hiện các giải pháp thúc đẩy xúc tiến thương mại cho sản phẩm địa phương. Để tạo sự gắn kết mở rộng thị trường, Sở Công Thương đã phối hợp với các ngành địa phương thực hiện nhiều giải pháp thúc đẩy xúc tiến thương mại cho sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, tạo điều kiện cho các tổ chức cá nhân doanh nghiệp quảng bá thương hiệu sản phẩm, tìm hiểu nhu cầu, thị hiếu của khách hàng để có thể xây dựng chiến lược phát triển bền vững và mở rộng thị trường. Đặc biệt, Sở Công Thương cũng đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại tổ chức các hội chợ tuyên truyền giới thiệu quảng bá tiêu thụ sản phẩm hàng hóa của các địa phương thông qua ứng dụng thương mại điện tử hoặc kết nối với các siêu thị, trung tâm thương mại, nhà phân phối, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân và tăng doanh thu cho doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh. Nhằm tăng cường tôn vinh quảng bá các sản phẩm thương hiệu của địa phương, thì tỉnh Cao Bằng trong thời gian qua đã xác định việc đa dạng hóa và đổi mới các hình thức xúc tiến thương mại là giải pháp hữu hiệu nhất để đưa các sản phẩm của Cao Bằng đến gần hơn với người tiêu dùng trong nước và quốc tế. Chính vì vậy thì chúng tôi rất quan tâm đến việc kết nối giao thương của Cao Bằng với các địa phương khác, việc tổ chức các phiên chợ, hội chợ để quảng bá sản phẩm hàng hóa của vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, việc tổ chức thực hiện các phóng sự để giới thiệu quảng bá sản phẩm đặc sản, đặc hữu trên đài truyền hình quốc gia. Và một trong những cái cách thức đổi mới khác biệt trong việc quảng bá sản phẩm hàng hóa của địa phương trong năm 2023 là cung cấp các cái thông tin của hàng hóa để thông qua hình thức túi đựng sản phẩm đặc sản đặc hữu của địa phương, với hơn 80.000 túi được cấp miễn phí cho các hộ sản xuất. Bên cạnh đấy thì chúng tôi cũng rất quan tâm đến phát triển thị trường ngoài nước, nhất là thị trường Trung Quốc, thông qua các hoạt động trưng bày và giới thiệu sản phẩm tại hội chợ triển lãm Trung Quốc ASEAN lần thứ 20 được tổ chức tại Nam Ninh, Trung Quốc, hội chợ thương mại cư dân biên giới Việt Trung lần thứ nhất và các cái hội chợ phiên chợ trong và ngoài tỉnh, hội chợ giới thiệu Cao Bằng điểm đến kết nối và phát triển tại Bộ Ngoại giao. Và thông qua các cái hoạt động này thì nhiều sản phẩm hàng hóa của tỉnh Cao Bằng đã được đông đảo bạn bè trong nước và quốc tế quan tâm đón nhận. Thời gian qua, hoạt động xúc tiến thương mại thực hiện hiệu quả và nhận được sự đánh giá cao từ các đơn vị sản xuất, người tiêu dùng và có tín hiệu thị trường tốt, là hoạt động để các đơn vị sản xuất đo lường thị trường để hoạch định phương án sản xuất của mình. Số lượng hàng hóa tiêu thụ trên địa bàn qua hoạt động xúc tiến tăng hơn so với các năm trước. Thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP, đến nay toàn tỉnh có 97 sản phẩm đạt chứng nhận tiêu chuẩn OCOP cấp tỉnh, 88 sản phẩm đạt hạng OCOP 3 sao, 9 sản phẩm đạt hạng OCOP 4 sao, 63 sản phẩm được công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh, 12 sản phẩm cấp khu vực và 3 sản phẩm cấp quốc gia. Đặc biệt, một số doanh nghiệp đã đầu tư thiết bị máy móc nâng cao sản lượng, chất lượng sản phẩm để đáp ứng nhu cầu thị trường. Trước cái tình hình cạnh tranh rất là lớn về các sản phẩm bún ở trên thị trường, thì đặt ra một cái nhiệm vụ cho công ty là phải cải tiến để nâng cao cái chất lượng. Thì với cái tinh thần đấy thì được sự cái hỗ trợ và quan tâm của Sở Công Thương, đặc biệt là cái nguồn khuyến công
Và 2022 thì là chúng tôi đã được sự hỗ trợ của bên khuyến công để đầu tư máy móc, hệ thống máy móc sản xuất hiện đại và đạt hiệu quả kinh tế cao. Đồng thời là cũng muốn là tạo ra được nhiều công ăn việc làm để cho người dân ở địa phương có được công việc ổn định. Trong năm 2023, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại đã tạo điều kiện cho 40 lượt doanh nghiệp hợp tác xã là các chủ thể có sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tham gia 9 hội chợ, chương trình kết nối cung cầu tại Hà Nội, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Nghệ An, Lai Châu, Ninh Bình, Phú Thọ. Bên cạnh đó, trung tâm tổ chức 10 lớp tập huấn nâng cao năng lực về kỹ năng phát triển thị trường và tiêu thụ sản phẩm trên Internet và 11 lớp tập huấn nâng cao năng lực về kỹ năng phát triển sản xuất kinh doanh, tổ chức 22 lớp tập huấn nâng cao năng lực về kỹ năng ứng dụng thương mại điện tử cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn các huyện Thạch An, Nguyên Bình, Quảng Hòa, Trùng Khánh. Một trong những hoạt động điểm nhấn trong thời gian qua đó là việc quảng bá sản phẩm qua kênh thương mại điện tử có nhiều chuyển biến tích cực, tạo động lực phát triển kinh tế và dẫn dắt chuyển đổi số trong doanh nghiệp. Số lượng doanh nghiệp và người tiêu dùng tham gia kinh doanh mua sắm trực tuyến ngày càng tăng. Toàn tỉnh có 3.806 sản phẩm được đưa lên sàn thương mại điện tử. Số giao dịch trên sàn là 21.139 giao dịch, tỷ lệ giao dịch trên tài khoản Active chiếm 21%, đã góp phần tạo động lực cho phát triển kinh tế số và chuyển đổi số. Chúng tôi xác định 5 cái giải pháp cơ bản để đẩy mạnh xúc tiến thương mại và quảng bá sản phẩm của địa phương. Cụ thể thì thứ nhất đấy là tiếp tục tổ chức hiệu quả các hình thức quảng bá và giới thiệu sản phẩm của tỉnh Cao Bằng trong nước và quốc tế thông qua các hội chợ, phiên chợ, hoạt động trưng bày triển lãm. Và trọng tâm trong năm 2024 thì đó chính là cái việc tổ chức hội chợ thương mại quốc tế Việt Trung và hoạt động trưng bày sản phẩm OCOP của địa phương tại hội nghị lần thứ 8 mạng lưới công viên địa chất toàn cầu châu Á-Thái Bình Dương tổ chức tại Cao Bằng. Thứ hai là tiếp tục nâng cao nhận thức của cộng đồng doanh nghiệp về xây dựng thương hiệu hàng hóa và hướng dẫn các doanh nghiệp đồng bào đấy sẽ có ý thức hơn trong vấn đề là cung cấp sản phẩm theo hợp đồng và tuân thủ những cam kết và những về bảo vệ môi trường, đảm bảo uy tín đối với khách hàng để có những cái sản phẩm đặc thù hơn và có giá trị cao hơn. Thứ ba là tăng cường công tác kiểm soát chất lượng sản phẩm đặc sản một cách chặt chẽ, khoa học và đảm bảo các sản phẩm khi được lưu thông trên địa bàn thì đều phải đảm bảo được chất lượng ổn định, đã được kiểm soát và có thể truy xuất nguồn gốc một cách dễ dàng. Thứ tư là đẩy mạnh triển khai các hoạt động kết nối thương mại điện tử và hỗ trợ các doanh nghiệp ứng dụng thương mại điện tử trong hoạt động phân phối và tiêu thụ sản phẩm. Vấn đề thứ năm là vẫn phải tiếp tục tập huấn về kỹ năng và ứng xử trên môi trường số cho các cái doanh nghiệp cũng như các cái hộ sản xuất trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Xúc tiến thương mại có vai trò quan trọng tạo động lực khơi thông dòng chảy hàng hóa, nhất là trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng, với những định hướng mà ngành công thương đang triển khai thực hiện sẽ là những giải pháp thiết thực nhằm quảng bá thương hiệu sản phẩm địa phương, góp phần thúc đẩy lưu thông, phân phối tiêu thụ hàng hóa, kích cầu tiêu dùng, thúc đẩy kết nối thị trường, tìm kiếm đối tác kinh doanh, khuyến khích các tổ chức, đơn vị kinh doanh sử dụng đa dạng các hình thức phân phối tiêu thụ sản phẩm để các sản phẩm thương hiệu của địa phương ngày càng vươn xa đến gần hơn với người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh. Ban tổ chức diễn tập huyện Bảo Lạc vừa tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ diễn tập chiến đấu phòng thủ và phòng thủ dân sự 4 xã Khánh Xuân, Bảo Toàn, Kim Cúc, Hưng Thịnh năm 2024. Hội nghị đã phân công nhiệm vụ cho các thành viên ban chỉ đạo, ban tổ chức, các tiểu ban giúp việc ban chỉ đạo, dự thảo quyết định thành lập tổ đạo diễn, tổ nội dung, lịch công tác của ban chỉ đạo, kế hoạch điều hành diễn tập, đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong quá trình chuẩn bị trong công tác diễn tập, đề xuất kiến nghị một số giải pháp khắc phục những tồn tại trong thực hiện nhiệm vụ được phân công. Trong thời gian tới, ban tổ chức diễn tập huyện yêu cầu các thành viên đơn vị phòng ban ngành đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác diễn tập, xây dựng hệ thống các văn kiện, hệ thống công trình đảm bảo theo quy định, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, chuẩn bị tốt cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo cho công tác diễn tập theo đúng kế hoạch đã đề ra, kịp thời khen thưởng các đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ diễn tập, huy động các nguồn lực phục vụ cho công tác diễn tập đảm bảo theo đúng tiến độ, thời gian. Ngày 20 tháng 4, Ban Dân tộc tỉnh phối hợp với Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Trung học cơ sở xã Khánh Xuân, huyện Bảo Lạc tổ chức hội thi Rung Chuông Vàng tuyên truyền giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống năm 2024.
Hội thi có 151 học sinh tham gia thi bằng hình thức thi trắc nghiệm trả lời bộ câu hỏi chính và câu hỏi phụ kiến thức về các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của nhà nước về công tác gia đình, luật hôn nhân và gia đình, luật bình đẳng giới, luật phòng chống bạo lực gia đình. Đây là hoạt động ngoại khóa thực hiện tiểu dự án 2 giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số thuộc dự án 9, đầu tư phát triển nhóm dân tộc thiểu số rất ít người và nhóm dân tộc còn nhiều khó khăn thuộc chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn năm 2021-2025. Thông qua hội thi nhằm giúp các em học sinh có thêm kiến thức, nâng cao hiểu biết, ý thức, trách nhiệm trong việc chấp hành tốt chủ trương, đường lối chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là hiểu hơn về các hệ lụy của tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, có kỹ năng tự bảo vệ mình và là những tuyên truyền viên tích cực tại gia đình, nơi ở. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao giải nhất, nhì, ba và khuyến khích cho các em xuất sắc trả lời đúng các câu hỏi. Nhân ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam ngày 21 tháng 4 và hưởng ứng lời kêu gọi của Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, chiều ngày 19 tháng 4, tại trường Trung học Phổ thông Bằng Ca, xã Lý Quốc, huyện Đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, huyện Hạ Lang, tổ chức chương trình Ngày hội đọc sách và lễ phát động Mỗi thanh niên một cuốn sách làm bạn năm 2024. Ngày hội sách diễn ra các hoạt động ý nghĩa, phát động Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam, trưng bày sách, xếp sách nghệ thuật, tuyên truyền giới thiệu sách, thuyết trình về cuộc đời sự nghiệp cách mạng của đồng chí Hoàng Đình Dông, giao lưu chia sẻ với Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Cao Bằng, hướng dẫn tra cứu và đọc sách trên các thông tin điện tử chính thống, khám phá xe thư viện lưu động đa phương tiện của thư viện tỉnh. Hoạt động góp phần xây dựng nền văn hóa đọc và khẳng định vị trí vai trò tầm quan trọng của sách trong đời sống, tôn vinh người đọc và những người tham gia sưu tầm sáng tác xuất bản lưu trữ sách, đồng thời nâng cao trách nhiệm của các cấp ngành đối với việc xây dựng và phát triển văn hóa đọc. Nhân dịp này, ban tổ chức đã trao giải cho các tác giả đạt giải vẽ tranh bìa sách, trao phần thưởng cho học sinh có điểm giỏi văn học nghệ thuật, trao tặng một số ấn phẩm đầu sách. Huyện Đoàn Hạ Lang trao tặng tủ sách cho trường Trung học Phổ thông Bằng Ca. Chiều ngày 19 tháng 4, Trung tâm Học tập Cộng đồng xã Chí Viễn, huyện Trùng Khánh phối hợp với trường Trung học Cơ sở Pò Tấu tổ chức Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3 cho hơn 200 em học sinh và giáo viên trong trường. Tại đây, các gian sách được trưng bày nhiều loại sách phong phú đa dạng. Các em học sinh hưởng ứng tham gia thuyết trình nội dung các cuốn sách viết về cuộc đời sự nghiệp của Bác Hồ, các đầu sách báo truyện thiếu nhi, nhi đồng, truyện tranh, sách về khoa học, lịch sử, quê hương đất nước, sách kỹ năng sống, kiến thức khoa học, sách tham khảo phù hợp với lứa tuổi học sinh. Qua hoạt động trưng bày giới thiệu sách giúp các em học sinh tiếp cận, lĩnh hội thêm nhiều kiến thức mới, đáp ứng nhu cầu tìm kiếm thông tin, thúc đẩy và khuyến khích tinh thần hiếu học, nâng cao đời sống văn hóa trong toàn thể cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường. Từ đó đẩy mạnh phong trào đọc sách trong trường học, phục vụ học tập và nâng cao kiến thức cho học sinh. Nhân dịp này, các đại biểu đã trao tặng quà cho các em học sinh và trao tặng các đầu sách gồm sách từ điển, truyện, sách tham khảo nghiệp vụ cho thư viện nhà trường. Thưa quý vị và các bạn, đêm ngày 19 tháng 4 trên địa bàn huyện Hạ Lang xảy ra mưa to kèm gió lốc gây thiệt hại về tài sản, hoa màu. Theo số liệu thống kê ước tính, có 10 trên 13 xã trên địa bàn huyện bị ảnh hưởng, có 421 hộ bị ảnh hưởng, hư hỏng, tốc mái. Nhiều diện tích hoa màu bị ảnh hưởng bao gồm ngô gãy đổ 104.584 m², tỷ lệ thiệt hại khoảng 50%, một cây nghiến ở xóm Cổng Hoài, xã Đức Quang bị bật gốc đổ ngang đường gây ách tắc giao thông nhiều giờ, nay đã thông xe trở lại. Ước thiệt hại do mưa to, dông lốc trên địa bàn huyện khoảng 610 triệu đồng. Hiện Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn huyện đã chỉ đạo các xã khẩn trương khắc phục hậu quả, thống kê mức độ, số lượng thiệt hại, báo cáo theo quy định. Ngày 20 tháng 4, Câu lạc bộ Liên Thế hệ tự giúp nhau phố Cao Bình, xã Hưng Đạo, thành phố Cao Bằng tổ chức lễ kỷ niệm 2 năm thành lập câu lạc bộ và giao lưu văn nghệ dân vũ với các câu lạc bộ của thành phố Hòa An, Hà Quảng. Câu lạc bộ Liên Thế hệ tự giúp nhau phố Cao Bình được thành lập và ra mắt vào ngày 24 tháng 6 năm 2022 với 57 thành viên, trong đó người cao tuổi chiếm 60%. Sau 2 năm thành lập, câu lạc bộ đã hoạt động đúng các nội dung yêu cầu hướng dẫn của cấp trên với 8 mảng hoạt động.
câu lạc bộ đã cho thành viên vay vốn giải quyết khó khăn với tổng quỹ trên 30 triệu đồng, chú trọng phong trào thể dục thể thao dân vũ, thể dục dưỡng sinh cho tất cả các thành viên từ 25 đến 75 tuổi, duy trì sinh hoạt định kỳ mỗi quý một lần kết hợp chăm sóc sức khỏe, luyện tập văn nghệ, nhảy dân vũ, thực hiện công tác vệ sinh môi trường ở khu dân cư, tích cực tuyên truyền chủ trương đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước. Tại buổi lễ, 10 câu lạc bộ đã biểu diễn 20 tiết mục văn nghệ đặc sắc được dàn dựng công phu ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương đất nước cùng với các tiết mục nhảy dân vũ hiện đại, giao lưu chia sẻ những kinh nghiệm trong sinh hoạt tại câu lạc bộ và các kỹ năng biểu diễn, góp phần làm phong phú thêm đời sống văn hóa tinh thần của các tầng lớp nhân dân. Ngày 19 tháng 4, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Hòa An đã tổ chức cho lực lượng dân quân năm thứ nhất làm công tác dân vận tại xóm Nà Diểu, xã Nam Tuấn và xóm Cao Sơn, xã Dân Chủ. Tại xóm Nà Diểu, xã Nam Tuấn, 30 đồng chí dân quân và đoàn viên thanh niên xã đã giúp gia đình bà Hoàng Thị Tái là thân nhân liệt sĩ có hoàn cảnh gia đình neo đơn. Lực lượng dân quân đã giúp đỡ dựng lán tạm, chuyển đồ đạc, san gạt mặt bằng để gia đình xây dựng căn nhà mới. Tại xóm Cao Sơn, xã Dân Chủ, lực lượng dân quân cùng với bà con nhân dân và đoàn viên thanh niên xã đã giúp nhân dân xóm làm đường bê tông nông thôn. Xóm Cao Sơn là xóm đặc biệt khó khăn của xã Dân Chủ, 100% là hộ nghèo, đường lên xóm nhỏ, hẹp, men theo núi đá, chưa được trải bê tông, bà con đi lại gặp nhiều khó khăn. Qua một ngày làm công tác dân vận, lực lượng dân quân năm thứ nhất đã hoàn thành công việc, đã xác định làm được hơn 150 mét đường bê tông nông thôn, giúp nhân dân có con đường đi lại dễ dàng, vươn lên xóa đói giảm nghèo. Ngày 19 tháng 4, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bảo Lạc phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Khánh Xuân, đồn biên phòng Xuân Trường tổ chức làm đường tuần tra biên giới từ xóm Lũng Peo, xã Khánh Xuân đến mốc 591. Với tinh thần khẩn trương trách nhiệm, hơn 180 người là cán bộ chiến sĩ, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, lực lượng dân quân năm thứ nhất và cán bộ chiến sĩ Tổ công tác Biên phòng xã Khánh Xuân thuộc đồn Biên phòng Xuân Trường, Công an xã Khánh Xuân, cán bộ công chức, đoàn thanh niên xã cùng bà con nhân dân hai xóm, Mắc Nẻng, Lũng Peo tiến hành vận chuyển vật liệu để đổ bê tông tuyến đường tuần tra biên giới, đoạn từ xóm Lũng Peo đến mốc 591. Sau một buổi làm việc, các lực lượng đã hoàn thành đổ bê tông tuyến đường dài 300 mét, mặt đường rộng hơn 1,2 mét. Dịp này, lãnh đạo Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bảo Lạc đã đến thăm hỏi động viên và trao quà, cấp phát thuốc miễn phí cho các gia đình chính sách tại xóm Lũng Peo, xã Khánh Xuân. Đây là hoạt động thiết thực hưởng ứng phong trào lực lượng vũ trang huyện Bảo Lạc chung tay xây dựng nông thôn mới, tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ biên giới quốc gia, đồng thời tạo mối quan hệ gắn bó giữa quân và dân, tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt đường lối chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, góp phần thực hiện tốt công tác quốc phòng quân sự địa phương năm 2024. Chương trình thời sự tối nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.